Khai giảng gặp trời mưa, nhà trường có cách tổ chức vô cùng mới lạ. Mới đây khi tất cả mọi người đều hân hoan trong buổi khai giảng chào đón năm học mới, thì ở đâu đó lại có một ngôi trường với buổi khai giảng đầy bất ổn. Theo đó, các thầy cô đã ra sức tập ngày tập đêm, từ đọc bài diễn văn đến đánh từng nhịp trống, chỉ mong buổi khai giảng được trọn vẹn và chỉnh chu nhất có thể. Thế nhưng ông trời lại không chiều lòng người, vào đúng ngày quan trọng nhất lại âm u mù mịt, rồi đổ những cơn mưa bất chợt, làm cho hành lang trở thành nơi tổ chức bất đắc dĩ. Tuy nhiên không vì thế mà cản được ý chí của ngôi trường này. Mặc dù có hơi bất tiện khi cô hiệu trưởng thì ở đầu sông, còn thầy hiệu phó lại ở cuối sông, thế nhưng cả hai lại phân chia công việc rồi phối hợp vô cùng ăn ý. Với hình thức khai giảng có chút mới lạ này đã làm cho học sinh có thoáng chút bàng hoàng, nhưng cũng nhanh chóng đi vào nề nếp hưởng ứng cùng thầy cô. Bên dưới là một số bình luận. Bên này trời mưa còn được đứng hành lang tổ chức, trường tôi mưa phát cho vô lớp xem khai giảng online luôn. Còn trường tôi thì phải làm cái rạp to như đám cưới, thời tiết nào cũng chấp được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.